Những ngày cuối tháng 2 dương lịch, thời tiết Đà Nẵng bắt đầu nắng ấm, giúp rêu xanh bám trên các tảng đá ở rạn Nam Ô, quận Liên Chiểu, phát triển mạnh mẽ, tạo nên khung cảnh đẹp nên thơ. Khi thủy triều xuống, làm lộ ra những tảng đá khoác áo rêu xanh mướt. Nhiều du khách đã đến đây chụp ảnh tham quan. Một số người dân nắm bắt được nhu cầu của du khách nên ra bãi rạn cho thuê võng, chiếu, phục vụ du khách nghỉ ngơi. Các em nhỏ cũng đến bãi rạn tắm và bắt những chú ốc nhỏ sống trên các tảng đá rêu. Người dân nơi đây thì tranh thủ nước xuống để lặn bắt thủy sản. Người dân ở rạn Nam Ô luôn tự hào là nơi có vùng rêu xanh đặc biệt, mong muốn được phát triển thành điểm tham quan thu hút du khách tại Đà Nẵng.